nới lỏng định lượng là một trong những cái cụm từ mà rất có thể anh chị và các bạn nghe thấy thì nó khá là là lạ. Tuy vậy thì cái việc nới lỏng định lượng hay còn gọi là QE là một cái cụm từ đại diện cho nhiều cái định nghĩa khác nhau vẫn còn đang được gây tranh cãi. Nhưng nói chung thì đây là một trong những cái hành vi thị trường thường cho do các ngân hàng thương mại đặc biệt là cái ngân hàng trung tâm thực hiện trong đó thì nó làm tăng thanh khoản và lạm phát với cái ý định là sẽ là cáo buộc là để kích thích nền kinh tế của một quốc gia, thúc đẩy các doanh nghiệp và người tiêu dùng vay và chi tiêu nhiều hơn. Khái niệm QE được sử dụng rất là nhiều trong cái giai đoạn mà kinh tế Mỹ gặp phải cái cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ và những cái gói hỗ trợ kinh tế được bơm vào nền kinh tế gồm QE1, QE2 và chính thức là ngừng lại ở gói QE3 khi mà chính phủ Mỹ cũng như là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thấy rằng là nếu tiếp tục thêm một gói nữa thì rất có thể sẽ làm cho lạm phát cũng như là cái sự dư thừa tiền trong nền kinh tế không thực sự đi đúng vào cái nơi cần đến đó là các doanh nghiệp. Ngày nay thì chúng ta ít nghe thấy cái cụm từ QE Lý do là bởi vì mỗi cái ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia thì có một cái giải pháp cách thức để có thể đưa ra và đặt tên cho những cái đợt kích thích kinh tế, hỗ trợ nền kinh tế bằng việc bơm tiền cũng như sử dụng một số các cái giải pháp của chính sách tiền tệ hỗ trợ cho nền kinh tế trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn thì có cái tên gọi khác nhau nhưng tiệu chung lại thì nó cũng vẫn là những cái chính sách được coi là chính sách mở rộng hoặc là chính sách thu hẹp Chính sách mở rộng là chính sách tiền tệ theo hướng tức là sẽ sử dụng một số các cái công cụ uh, liên quan tới các cái hoạt động tiền tệ do ngân hàng trung ương của các nước hỗ trợ nền kinh tế uh, thông qua cái việc là có thể đưa tiền hoặc là bơm tiền hoặc là cắt giảm các cái khoản khoản dự trữ theo cái quy định về phòng ngừa rủi ro. Thì thông thường thì cái hành vi này thì bao gồm cái việc là một ngân hàng trung tâm tức là ngân hàng trung ương của các nước sẽ bơm thêm tiền vào nền kinh tế bằng cách mua lại các cái loại chứng khoán ví dụ như là cổ phiếu ví dụ như trái phiếu các cái tài sản dự trữ từ chính phủ hoặc các ngân hàng thương mại hoặc là có thể sử dụng cái bệ biện pháp mà gần đây như là Trung Quốc vẫn làm và suốt trong năm 2018-19 Trung Quốc đã và đang làm có những lúc thì được Mỹ gắn luôn cho cái mác đó là thao túng tiền tệ và cái việc mà ngân hàng Trung ương Trung Quốc bơm ra rất nhiều các cái khoản mục những cái khoản tiền rất là lớn trong suốt những năm vừa qua Lý do chủ yếu được đưa ra đó là nền kinh tế Trung Quốc chịu ảnh hưởng rất là mạnh của một cái xu hướng mới xu hướng đó được gọi là suy giảm kinh tế sau những cái thập niên trước đó thì nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh và một cái lý do rất là chính đáng luôn, đó chính là cái cuộc chiến thương mại Mỹ Trung giữa người Mỹ và người Trung Quốc khiến cho rất nhiều các doanh nghiệp của Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn, do đó thì chính phủ Trung Quốc cũng như ngân hàng trung ương Trung Quốc đã làm cái điều đó. Khi mà làm cái điều mà bơm tiền thì quay lại lịch sử 10 năm về trước thì các ngân hàng uh, trung ương uh, sẽ bổ sung các cái quỹ dự trữ uh, của các ngân hàng thành viên uh, được các tổ chức uh, cho phù hợp với hệ thống ngân hàng về cái về cái tỷ lệ dự trữ. À, thông qua cái việc hạ các cái tín dụng mới và vì các tín dụng mới không được hỗ trợ bằng hàng hóa hay bất cứ giá trị vật lý nào, do đó QE thực chất à, tạo thêm tiền từ con số 0 và cái biện pháp đó cũng là một trong những cái biện pháp mà Trung Quốc đã làm, tức là họ gọi là giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc liên tục trong suốt những năm gần đây thì chúng ta nói đi thì chúng ta phải nói lại tại sao người Mỹ khi mà làm cái việc đó là à, sử dụng cái 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 QE, sử dụng cái cái biện pháp nới lỏng định lượng hoặc là được coi là cái biện pháp gọi là mở rộng tiền tệ trong 10 năm trước thì có và đã phát huy rất tốt cái hiệu quả của nó đối với nền kinh tế Mỹ nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung. Thì trong tất cả các cái các cái các cái đợt các cái cuộc hoặc là những cái giai đoạn mà gọi là nới lỏng, nới lỏng định lượng hoặc là chính sách tiền tệ theo hướng mở rộng thì nó là cái sự lan tỏa không riêng bất kỳ quốc gia nào giai đoạn 2007-2008 thì nền kinh tế Mỹ nới lỏng định lượng QE cũng khiến cho các nước khác uh, chịu ảnh hưởng của cuộc đại suy thoái kinh tế Mỹ nằm À sorry, đại suy thoái thì không đúng, cuộc khủng hoảng nhà đất Mỹ thì cũng đã và làm cái động tác tương tự, tức là nới lỏng cái tiền tệ theo cái chính sách gọi là mở rộng của mình à, cùng song hành với lại cái chính sách của của Mỹ. Điều khác biệt giữa cái chính sách nới lỏng định lượng của Mỹ so với các nước khác và nó có tỷ cái tỷ lệ xác suất hiệu quả cao hơn so với các nền kinh tế khác có rất nhiều lý do được đưa ra lý do ban đầu mà chúng tôi nghiên cứu thì được biết rằng là nền kinh tế Mỹ là một trong những nền kinh tế có cái cái sự phát triển hoàn thiện một cách gọi là kinh ngạc nó là một trong những nền kinh tế đi đầu trong phần lớn các cái hoạt động kể cả chính sách tiền tệ, chính sách ngân hàng, các cái hoạt động của hệ thống ngân hàng Mỹ thì khá là hoàn chỉnh đạt những cái tiêu chuẩn gọi là cao do đó thì cái chính sách tiền tệ khi sử dụng nó sẽ phát huy tốt hơn so với một nền kinh tế một cái xã hội mà các cái hoạt động của hệ thống ngân hàng kém hiệu quả nó như một cơ thể yếu mà sử dụng các cái biện pháp hỗ trợ thì chắc chắn nó sẽ không hiệu quả bằng một cơ thể mà vốn dĩ nó là một cơ thể mạnh mà khi có vấn đề thì hồi, sử dụng các biện pháp hỗ trợ nó sẽ hiệu quả hơn. Điều thứ hai nữa là chúng ta phải thấy được rằng là một điều duy nhất trên thế giới mà chỉ có Mỹ mới có đó chính là đồng đô la được sử dụng trên toàn cầu. Khi mà họ sử dụng cái chính sách tiền tệ gọi là mở rộng hay được nói cách khác đó là... Là, là 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 bơm thêm tiền vào nền kinh tế, thì lạm phát ở bất kỳ một các cái hoạt động nào khi có cái chính sách tiền tệ mở rộng à, hoặc là nới lỏng định lượng thì đồng nghĩa với câu chuyện lạm phát thì gia tăng. Tuy vậy thì khi đồng đô la được sử dụng trên toàn cầu là một trong những cái phương tiện gọi là À, nó là một trong những cái công cụ để, để cho các ngân hàng khác làm cái 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 tài sản để dự trữ thì rõ ràng khi lạm phát gia tăng được bán tức là được gọi là cháy ngược sang các nước khác trên thế giới à, đồng tiền mà mà mất giá thì đồng nghĩa với cái câu chuyện là 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 các cái đồng tiền khác trên thế giới cũng sẽ chịu những cái ảnh hưởng và từ đó thì lạm phát nó sẽ không chỉ tương tác lên nền kinh tế Mỹ mà nó còn tương tác lên nền kinh tế toàn cầu. Do đó thì chúng ta không khó để có thể nhận ra được rằng là 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 cái việc mà thúc đẩy cái việc sử dụng QE là thì khi mà nới lỏng định lượng thì được đưa ra thì để giải quyết các vấn đề phát sinh khi các cái cơ chế thông thường của cái ngân hàng hiện đại không ngăn chặn được cái nguy cơ suy thoái à, Mỹ trước đây là bị suy thoái mục đích cơ bản của QE là để làm tăng lạm phát tránh giảm phát và điều chỉnh lãi suất um, là một trong những công cụ chính mà các ngân hàng trung ương sử dụng để kiểm soát tỷ lệ lạm phát. Khi nhu cầu vay và các hoạt động tài chính có dấu hiệu chứng lại, ngân hàng trung ương của các quốc gia có thể sẽ là giảm lãi suất giúp cho các ngân hàng dễ dàng hơn trong cái việc gia hạn các khoản vay. Ngược lại thì khi nền kinh tế hơi mất kiểm soát với việc chi tiêu và tín dụng chạm tới mức rủi ro cao thì việc tăng lãi suất sẽ đóng vai trò là một và một cái van hãm lại. thì cái ngoài cái cái ý nghĩa này ra thì chúng ta phải nên thấy được rằng là khi tiền rẻ mà được bơm vào nền kinh tế thì sẽ thúc đẩy các cái doanh nghiệp uh, tái sản xuất nhiều hơn và thúc đẩy cái nền kinh tế. nhưng cũng đồng nghĩa với câu chuyện là số lượng tiền lưu thông trong nền kinh tế nhiều hơn lạm phát thì nguy cơ gia tăng. từ đó nó sẽ dẫn đến câu chuyện đó là hàng hóa sẽ đắt hơn và nó lại gây ảnh hưởng trở ngược lại kìm hãm cái cái việc gọi là thúc đẩy cái 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 tiêu dùng trong cái nền kinh tế Do đó thì khi mà sử dụng các cái, cái công cụ về nới lỏng tiền tệ, nới lỏng định lượng và, và người Mỹ đã dùng trước đây Thì hiện nay sau 10 năm nền kinh tế của một số quốc gia đang có những cái dấu hiệu uh, khá là không được tốt Trong đó thì phải kể đến đó là nền kinh tế Trung Quốc đang gặp rất nhiều vấn đề Đặc biệt nữa thì sang năm 2020 thì nền kinh tế Trung Quốc thực sự là gặp phải những cú gọi là Cú, cú rủi ro mà từ uh, ở đây là những cái rủi ro không mong muốn dẫn đến câu chuyện là nền kinh tế Trung Quốc không chỉ chịu ảnh hưởng của 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 chiến tranh thương mại Mỹ Trung mà còn bị ảnh hưởng rất nhiều của những vấn đề khác uh, hiện nay đang phải đối mặt. Nói đó thì việc mà Trung Trung Quốc nói chung và chính sách tiền tệ của trung quốc do ngân hàng trung ương trung quốc đang sử dụng trong suốt 2 năm trở lại đây là điều hoàn toàn dễ hiểu chúng ta có thể hiểu giản đơn nôm na như kiểu là một người đang bị bệnh đang bị hấp hối thì rất có thể cần phải cần có sự hỗ trợ về mặt y tế đặc biệt là nếu được thì sẽ cho ngậm xâm hoặc là cho sử dụng một số các cái thuốc gọi là thuốc hỗ trợ thì nền kinh tế Trung Quốc hiện nay cũng hoàn toàn tương tự. Nhưng điều chúng ta muốn bàn, muốn nói và muốn chia sẻ hiện nay đó là liệu các cái chính sách về nới lỏng định lượng, à, nới lỏng tiền tệ, chính sách mới rộng tiền tệ mà Trung Quốc đang dùng, nói, nói chung là 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 gọi là bơm tiền thì có hiệu quả hay không và có đạt được những cái gì mà kinh tế Trung Quốc mong muốn hay không? Thì thưa với anh chị và các bạn là có những trợ, trường hợp có những uh, những vấn đề như chúng tôi vừa chia sẻ và trao đổi với anh chị và các bạn về nền kinh tế Mỹ thì nó là hiệu quả nhưng chưa chắc rằng cái việc hiệu quả của một nền kinh tế A ứng dụng vào một nền kinh tế B thì nó hiệu quả. Lý do là bởi vì tùy thuộc vào cái bản chất gốc của người bệnh thì cái việc mà đưa ra những cái biện pháp những cái phác đồ điều trị cũng như là cái, cái 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 phương thức hỗ trợ mặc dù nó có thể là giống nhau nhưng cái việc hồi phục hay không nó đến từ bản chất của người bệnh, cũng là những người gặp vấn đề về mặt y tế, cũng là một nền kinh tế gặp vấn đề về mặt tăng trưởng, có nguy cơ bước vào cái giai đoạn tăng trưởng chậm hay có thể nói một cách gọi là bi quan hơn, đó chính là bước vào cái giai đoạn là kinh tế có thể bị suy thoái. Nhưng cũng với biện pháp hỗ trợ tương tự thì chắc chắn rằng là, là 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 đôi khi nó sẽ không được giống nhau và nó có khi nó còn có cái tác dụng ngược. Nhưng dù có tác dụng ngược hay không thì việc cần làm vẫn phải làm. Ví dụ như khi bị bệnh mà cần uống sâm để hỗ trợ sống thêm ít ngày hay là có thể sử dụng các cái giải pháp gọi là uh, hỗ trợ y tế để có thể cầm giữ được cái 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 sức sống cho người bệnh thì vẫn phải làm và việc mà Trung Quốc làm cũng như các nước khác đang làm theo và đang chạy đua trong cái cuộc gọi là nới lỏng chính sách tiền tệ và bơm tiền vào nền kinh tế là điều chúng ta đã thấy đã nghe thấy thắng thắng ơi nói và chia sẻ rất nhiều trong rất nhiều những video về các cái cuộc chạy đua nới lỏng tiền tệ của khu vực châu Á nói riêng và toàn thế giới nói chung và nó giống y chang với những cái cuộc chạy đua nới lỏng tiền tệ của 10 năm trước khi mà khủng hoảng nhà đất Mỹ thì hiện nay chúng ta không không dám nói nhưng có thể tạm hiểu là nền kinh tế Trung Quốc đang gặp những cái khủng hoảng nhất định và nó kéo theo cái việc là kinh tế Trung Quốc sẽ 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 sẽ, sẽ làm thay đổi cái chuỗi cung ứng toàn cầu và cái vai trò của các đơn vị sản xuất của Trung Quốc sẽ rõ nét hơn trong những năm sắp tới nhưng điều chúng ta muốn điều chúng ta muốn chia sẻ và muốn làm rõ hơn đó là các biện pháp dù không hiệu quả vẫn làm vậy thì việc không làm và làm thì cái nào tốt hơn thì thưa bên chị và các bạn là vẫn phải làm dù tốt hay không tốt thì chúng ta có thể sẽ đánh giá sau này nhưng điều đầu tiên khi chính phủ trung quốc và các nước À, khu vực làm tác động ngay lập tức lên nền kinh tế. Nó sẽ là một cái biện pháp giống như là là người ta hay sử dụng cái giải pháp khi mà nền kinh tế hay là khi cơ thể có vấn đề là có khả năng sẽ ngừng đập tim thì phải có giải pháp sốc tim. Có khả năng gợi, có vấn đề về kinh tế thì phải có những cái giải pháp hỗ trợ ngay tức thì để à, hỗ trợ ngắn hạn còn nếu như không hỗ trợ hoặc là cứ để cho nó diễn biến thì đôi khi nó sẽ chuyển biến thành một cái tình trạng khó hơn kiểm soát hơn và chính phủ nói chung cũng như là một nền kinh tế uh, trên uh, cái phương diện góc độ kinh tế thì sẽ khó khó có thể, thể sử dụng các cái công cụ khác để hỗ trợ được ngay vì vậy thì chúng ta vẫn phải thấy được rằng là cái việc quyết liệt trong cái sử dụng các cái biện pháp hỗ trợ ngắn hạn là điều cần thiết và nó là điều tốt còn sau này thì khi mà nó gặp vấn đề thì sẽ phải có sự mềm mỏng gọi là hút dòng hoặc là sử dụng một số các biện pháp gọi là cầm giữ để tránh cái tình trạng là đấy cái lạm phát tăng quá cao. Và thưa với anh chị và các bạn thì cái 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 cách thức vận hành như vậy thì thực tế mà nói thì chúng ta sẽ nhìn ra được là 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 cái sự hiệu quả thì chúng tôi có tổng kết một số cái việc liên quan tới cái việc là 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 nới lỏng định lượng hoặc là chính sách hỗ trợ tiền tệ thì có thực sự hiệu quả hay không thì như nó có nội dung cụ thể như thế này Uh, khi mà các cái cuộc khủng hoảng, uh, mỗi cái tính chất của cuộc khủng hoảng khác nhau và mỗi cái vấn đề của các cái cuộc khủng hoảng cũng như là cái 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 khả năng suy thoái kinh tế, thì mỗi cái tổ chức đã thực hiện các cái các cái sau 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 một cái đợt như vậy thì một số các tổ chức đã thực hiện các cái cái cuộc điều tra thì thấy rằng là tùy thuộc vào tính chất của từng của từng 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 cái cuộc khủng hoảng, từng cái vấn đề cụ thể của từng giai đoạn thì nó đem lại có khi hiệu quả có khi không và các cái ưu điểm tiềm năng mà hiệu quả khi mà chúng ta kích cầu cho vay, khi mà chúng ta, ta ta sử dụng các cái giải pháp kích cầu vay uh, hoặc là chúng ta sử dụng cái việc thúc đẩy chi tiêu, tăng trưởng việc làm thì nó 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 đôi lúc nó sẽ đem lại được những cái kết quả tốt, nhưng cũng cũng cái điều đó nó lại đem một cái kết quả không tốt đó là thúc đẩy lạm phát hoặc là một số ngân hàng thì vì sợ cái cái, 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 thực tế của nền kinh tế nên là đã không cho vay bởi vì các cái chính sách mà nới lỏng theo hướng gọi là giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc thì không bắt buộc các ngân hàng phải vay cho vay những khoản vay mới cũng như là ví dụ như là chúng ta có thể uh, nhờ vào qua cái câu chuyện mà nới lỏng như vậy thì nợ sẽ nó sẽ gia tăng và nợ xấu nó cũng sẽ gia tăng theo và nó có thể ảnh hưởng tới các cái công cụ đầu tư khác dẫn đến là là thối bong bóng lên một số thị trường thì điều này là điều không thể tránh khỏi và cái gì đến nó sẽ phải đến Tuy vậy thì với tư cách là một một chiến lược tiền tệ bất thường, một cái cách thức làm việc hỗ trợ trong những cái 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 thứ mà gọi là những cái công cụ chính sách tiền tệ không phải sử dụng thường xuyên, nó gọi là chỉ những trường hợp bất thường mới sử dụng. Thì chính sách nới lỏng định lượng, chính sách hỗ trợ về mặt gọi là bơm tiền hoặc là cắt giảm lãi suất nếu mà được sử dụng hỗ trợ nhất định sẽ giúp một số nền kinh tế hồi phục, nhưng chắc chắn đây là đây vẫn là một chiến lược gây ra rất nhiều những cái tranh cãi lý do là bởi vì nó lúc đúng lúc sai nên là nó là tranh cãi thôi và kể cả cái kết luận này cũng vậy phần lớn các cái rủi ro tiềm tàng như siêu lạm phát và nợ quá mức mặc dù vẫn chưa xảy ra trong bất kỳ trường hợp nào dù có xấu đến đâu thì một quốc gia áp dụng các cái biện pháp này thì đều phải trải qua cái thời kỳ gọi là bất ổn tiền tệ và chịu một số ảnh hưởng bất lợi lên một số khu vực kinh tế và thị trường khác các hậu quả dài hạn thì vẫn chưa đủ rõ ràng và tác động của QE có thể sẽ diễn biến, diễn biến hoàn toàn khác biệt tùy thuộc vào cái bối cảnh và cái sức khỏe của nền kinh tế. Ở đó, đó mỗi nền kinh tế khác nhau, mỗi một cái khu vực kinh tế khác nhau và mỗi một quốc gia có chính thể và cái 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 cách thức điều hành vận hành của nền kinh tế khác nhau thì trước khi sử dụng các cái biện pháp này thì cần phải nghiên cứu, cần phải có những cái gọi là gọi là cái bước thử bằng giải pháp gọi là demo hoặc là thử nghiệm từ từ từng bước không nên gấp gáp trong các việc sử dụng các cái chính sách để tránh gây những cú sốc và tránh tạo ra những cái vấn đề mà giữa cái việc mà chúng ta làm quá tay thì nó sẽ gây ra những điều không tốt hy vọng những cái chia sẻ của chúng tôi trong cái video này sẽ giúp cho anh chị và các bạn có thêm cái góc nhìn về cái câu chuyện là các cái chính sách hỗ trợ của nền kinh tế tốt hay xấu